Tổng hợp và trả lời 5 câu hỏi hay gặp nhất xoay quanh một tiếp kem mụn có hơn 200.000 lượt bán trên sàn TikTok Shop. Câu hỏi thứ nhất, công dụng của kem mụn Centagip là gì? Vinh Danh là một trong những người đầu tiên review về kem mụn Centagip từ cái thuở nó mới chỉ có hơn 1.000 lượt bán thôi. Cho đến nay tự bản thân dùng qua cũng kha khá, đưa cho bạn bè test thử thì mình nhận ra cái công dụng chính chuyên nhất của kem mụn Centagip á là tác động lên mụn viêm, nó giúp giảm đỏ, kháng viêm, làm sẹp và gom còi những nốt mụn viêm trên mặt của mình nhờ hai cái thành phần chủ đạo trong sản phẩm, đó là BHA và kẽm. Câu hỏi thứ hai, Centagip có làm hết mụn ẩn không? Nếu như tình trạng mụn ẩn của bạn đã được đẩy lên trên bề mặt da thì khi thoa em này nó làm gom còi mụn ẩn rất là ngon, nhưng mà nếu như tình trạng mụn ẩn còn ẩn sâu dưới da, lấp la lấp ló chưa có trồi lên á thì em này nó đẩy nhân mụn ẩn lên khá là chậm nha. Câu hỏi thứ ba, kem mụn Centagip có giúp hết thâm không? Bởi vì trong thành phần của em này có bổ sung niacinamide và tinh chất chống nắng SPF 30 cho nên nó có tác động lên thâm mụn, tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở mức đó là ngăn ngừa để lại thâm sau mụn và sau viêm, hoặc là làm mờ đi những vết thâm đỏ thâm mới sau lá nhân mụn sau khi hết mụn. Chứ nếu như mấy bạn đang có một làn da có nhiều thâm, thâm đỏ, thâm đen, thâm lâu, thâm từ mấy tháng trước á, mà chỉ mua mỗi em này về để sạch thâm và trắng da thì nó rất là mong manh nha. Câu hỏi thứ tư, dùng kem mụn Centagip như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Thì bởi vì em này tác động chính là lên mụn viêm, cho nên đa phần những bạn mà dùng em kem mụn này á là trên da mặt của mình đang có mụn viêm. Mà đối với cái tình trạng da mụn viêm á thì routine skincare càng tối giản càng tốt. Đối với những bạn nào da khỏe á thì một ngày hai lần sau khi rửa mặt xong xuôi sạch sẽ, da mặt khô thoáng, mọi người sẽ dùng một lượng kem mụn này đó bôi lên da mặt, bôi một vùng cũng được, bôi toàn mặt cũng được nha, chỗ nào có mụn viêm, có thâm mụn đỏ thì bôi lên một lớp như thế này là xong. Còn đối với bạn nào mà cảm giác da của mình hơi khô căng, thiếu ẩm, thiếu nước á thì mọi người chọn cho mình một loại gel dưỡng mỏng nhẹ trong suốt, thấm nhanh trên da, không để lại màng ẩm trên da. Mọi người bôi một lớp kem dưỡng ẩm trước để cho nó ẩm da, mịn da, mềm da, rồi sau đó tầm 3 đến 5 phút kem dưỡng ẩm nó thấm xong xuôi, mọi người lấy một lượng kem mụn Centagip ra bôi lên những vùng mụn viêm trên da mặt của mình, cũng một ngày hai lần luôn. Câu hỏi thứ năm, đó là kem mụn Centagip có đủ uy tín và an toàn lành tính sử dụng cho da hay là không? Về vấn đề uy tín á thì bao uy tín luôn, bởi vì em kem mụn này nó trực thuộc công ty mẹ Gamma Chemical, là cái công ty của hai tiếp kem mụn Mega Duo Dermaphot nổi tiếng cách đây mấy năm, và đây chính là những cái hãng mà được bác sĩ da liễu review và khuyên dùng cũng rất là nhiều. Còn về lành tính hay là không á thì mọi người nhìn đi, nhìn mình xài qua bao nhiêu đây thì đủ hiểu rồi nha. Nó rất là êm trên da luôn, xài trên da nó không có bị kích ứng, nó không có bị đỏ rát gì hết, và em này nó không có gây tình trạng đẩy mụn ồ ạt mất kiểm soát, cho nên là mãi 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 yêu nha.